Nè Nói nghe nè Tôi có quen người ở bệnh viện cho biết Có trường hợp Có một cô bé Bị nhiễm virus Mà cổ mất Mà cái mất này đó Nó hơi khác với những người khác một chút Tại cô bị béo phì quá Chứ nếu mà cổ không bị béo phì Thì chắc chưa chắc dẫn đến cái chết Cho nên các bạn ơi những người nào hơi béo béo phì phì một chút cố gắng nha giảm cân bớt với lại tập thể dục thể thao cái này là mình nhắc nhau thôi chính dịch thảo cũng vậy mỗi ngày đều tập thể dục đều đi bộ đều chạy bộ sáng nay và chiều nay đi và chạy hai lần tổng cộng được tám miles tương đương khoảng mười hai cây số nói để mà nhắc nhở với nhau cố gắng lên ngang. Có người hỏi tôi là đã 25 ngày rồi thì hết cách ly chưa? Rồi có được cấp giấy phép cách ly không? Bên Mỹ không có vụ giấy phép nha. Cách ly là do mình tự cách ly. Mình không có muốn tiếp xúc với ai, mình kiếm một cái chỗ mình ở để cho nó qua đi cái dịch bệnh. Thứ nhất là mình biết mình, hay là nhiều khi nhiễm virus mình chưa biết nha. Rồi Điều thứ hai là chừng nào mới về, khi nào hết dịch thì về Chứ bây giờ về đi ra rủi nó lây nhiễm rồi mang về gia đình còn mang quả nữa Cho nên các bạn cố gắng tập thể dục, thể thao Nếu trong điều kiện ở nhà, bằng cách nào cũng được Mình tập thể dục, thể thao và giảm cân nha các bạn Tôi nghe tin nói là trường hợp có một em bị nhiễm virus nếu em không bị béo phì thì chưa chắc em đã mất. Thấy mà thương luôn. Rồi, đôi dòng nhắn với nhau trong mùa dịch bệnh này để chúng ta chăm lo sức khỏe với nhau. Chỉ có vậy thôi nha. Bây giờ mình bắt đầu vào kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 220. Ở trong này có những câu chuyện ma mà các bạn đã gửi về cho Việt Thảo qua địa chỉ email mcvietthao@yahoo.com. Và hôm nay tôi cũng đã thấy có người à, nhắn tin nói rằng có nhiều câu chuyện tâm linh lắm mà không biết làm sao để gửi được. Thì tôi có nhắn lại, dễ lắm. Bạn đã vô được trong YouTube của dịch thảo đã nhắn tin được thì cái chuyện mở một cái email quá dễ dàng luôn. Hỏi người quen người thân con cái cũng được, hay là bạn bè người ta chỉ hết á, nghe rất là dễ luôn. Bây giờ gửi thơ mà viết giấy bu bằng bu điện xưa rồi gửi bằng mail mau lắm viết xong xuôi nhấn một cái là bên này nhận được liền nhé rồi kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 220 xin được bắt đầu trước hết là những câu chuyện ma của Nguyễn Tấn Kiệt ở Cà Mau bức thư này Việt Thảo nhận được vào ngày 2 tháng 2 năm 2020 nội dung chào chú Việt Thảo con À, tên Kiệt, nickname là Jackie Nguyễn, con là người Cà Mau, cùng quê với chú đó nha Nhưng con và gia đình đã lên Bình Dương làm việc và sinh sống Hiện tại do về quê ăn Tết nên con vẫn còn ở Cà Mau Con biết đến kênh Youtube của chú là nhờ vài lần nghe chuyện ma trên Youtube Và được đề xuất đến kênh của chú Và từ đó ngày nào con cũng chỉ nghe chú kể chuyện thôi Con rất thích vì chú chỉ kể những câu chuyện do mọi người chia sẻ nên con Mạnh Dạng gửi mail cho chú để kể lại những chuyện của mình. Con xin phép được chia sẻ ba câu chuyện, chính xác là ba lần gặp cái gọi là tâm linh. Hai lần do chính con trải nghiệm, còn một lần là do mẹ con kể lại. Con xin sắp xếp ba lần này lại thành một câu chuyện. Câu chuyện bắt đầu vào năm đó lúc con 6, 7 tuổi. cái thời đó đó con được ba mẹ gửi cho bà ngoại bà ngoại thì ở cà mau và ba mẹ thì đi làm cho một công ty làm xuồng làm ghe cứ một tuần thì mới rước con về ở chung với ba mẹ một lần cứ như vậy có một lần nọ con còn nhớ cái hôm đó là đầu tuần cứ như bình thường thì con ở bên ngoại không hiểu sau hôm đó cứ như hàng ngày con vẫn chơi đùa với đồ chơi của mình phải nói vì tuổi nhỏ con tinh nghịch nên con hay leo lên cái phía cửa sổ trước nhà để nhìn cảnh vật xung quanh ở phía xéo trước nhà ngoại con có mấy cây dừa rất mát hôm nay cũng vậy chơi chán rồi con mới leo lên cái cửa sổ để nhìn ra mấy cái cây dừa ở bên kia mới vừa nhìn qua thì con thấy có một người đàn ông mặc quần đùi bông và áo sơ mi sọc đang ngồi trên ngọn cây dừa lúc đó thì con còn nhỏ nên con không có nghĩ là ma cỏ gì hết con chỉ thấy lạ lạ thôi ai mà lên đó ngồi như vậy cho nên con mới kêu ngoại ra và nói với ngoại ngoại ơi sao giờ này mà có ai đó ngồi trên cây dừa kìa ngoại ngoại con nghe vậy nên chạy đã xem coi là ai vì chắc là ngoại nghe cũng lạ, tại lúc đó 12 giờ trưa, ai lại đi lên ngồi cây dừa. Con nắm tay ngoại ra phía cửa sổ để nhìn. Thì ngoại nhìn ngoại nói, có ai đâu tí? À, tí tại vì lúc nhỏ con ở nhà tên là tí. Khi nghe ngoại nói như vậy thì con cũng thấy lầm lạ. Tại vì rõ ràng là chính mình nhìn thấy có người ngồi trên cây dừa mà. Con mới liền đeo lên cái cửa sổ để xem lại. Thì Rõ ràng con vẫn thấy Cái người đàn ông đó vẫn còn ngồi trên ngọn cây dừa Mà lần này thì người đó đang ngồi gục đầu xuống Con mới nói với ngoại Kìa kìa ngoại ở, ở trên cây dừa kìa Lúc này ngoại đã biết Cái thứ mà con nhìn thấy là gì rồi Nên ngoại liền kêu con leo xuống liền Và ngoại dặn không có được leo lên nhìn nữa Con le nghe lời ngoại leo xuống rồi ngoại mới kêu con lên ngồi trên giường và căng dặn đi căng dặn lại nhiều lần nhớ không có được đi xuống chừng nào ngoại về tới rồi mới được xuống mà ngoại căng dặn con mấy lần luôn rồi con thấy ngoại con đi ra ngoài và đi về phía mấy cây dừa phải nói lúc đó con ngồi một mình ở nhà con sợ lắm sợ đây không phải là vì sợ ma Tại lúc đó con đâu có biết ma cỏ là gì Con sợ tại vì con ngồi nhà có một mình Không có ngoại Tầm cỡ lâu sau lắm Chắc cũng phải hơn 10 phút á, Thì ngoại đi về Thấy ngoại vô nhà là con hết sợ liền Vừa vô nhà Ngoại liền nói với con Ngoại đi ra kiểm tra rồi Ngoại cũng thấp nhang rồi Không có gì đâu Đừng có sợ và sau cái ngày hôm đó, dần dần con không còn nghĩ đến chuyện đó nữa. nữa. Bẵng đi một thời gian thì ba mẹ con chuyển lên Bình Dương để làm. Lúc này thì con cũng đi theo. Bây giờ thì con đã 14, 15 tuổi rồi. Ba mẹ con lên Bình Dương làm cho một cái công ty gỗ ở phía, phía sau cái sân golf Phú Mỹ ở Bình Dương. Con còn nhớ công ty đó tên là Dân Sinh. Và tất cả những công nhân mà làm trong công ty đó đều được cấp cho cái phòng trọ cho ở miễn phí. Phòng trọ nó tới 6 dãy mà mỗi dãy thì có tận hơn 20 phòng. Nhưng mà chỉ có dãy 4 và 6 là có người ở, còn tất cả các dãy còn lại đều bỏ quan Bỏ quan là tại do những cái câu chuyện kỳ lạ ở đây nhưng mà xin phép con không có kể ở đây tại vì con đang kể về những chuyện do chính con và mẹ trải nghiệm thôi trở lại với câu chuyện là do ba con xin vào làm bảo vệ cho công ty nên à, gia đình con được cấp cho một cái phòng ở dãy sáo thì nguyên một dãy sáo như vậy nó có hơn 20 phòng mà cái số phòng có người ở thì chỉ năm sáu phòng thôi còn mười mấy phòng còn lại thì không có ai nếu mà nói ban ngày thì không có gì để nói nhưng mà hễ mỗi lần tối xuống là hầu như không có ai dám đi ra ngoài có một điều con chưa có nói đó là sáu dãy phòng này được xây ngay trong cái rừng cao su và nơi này trước đây từng là khu nghĩa địa ba con làm cái job là bảo vệ cho nên ông phải đi tuần ban đêm khi cái tuần lễ mà ba làm đêm thì khuya khuya mẹ con và một người gần phòng đi mang cơm khuya mẹ con thì mang cho ba cô đó thì mang cơm cho chồng cũng làm bảo vệ Một hôm thì cũng khoảng từ tầm cỡ 12 giờ 11 12 giờ khuya gì đó. Lúc này thì con đã ngủ say rồi. Thì mẹ con vẫn như mọi ngày đang làm cơm cho ba con. Thì mẹ con mới nghe cái tiếng kêu ở ngoài trước. "Chị Nga ơi, đi thôi." Mẹ con tên là Nga. Mẹ con liền trả lời, "Rồi rồi rồi, chị ra liền." mẹ con liền nhanh chóng thu dọn rồi ra mở cửa. Khi mẹ con vừa mở cửa ra thì trời đất quỷ thần ơi, mẹ con như chết đứng luôn. Một cái con ma nó mặc nguyên một bộ đồ trắng, tóc nó dài thượt xuống, đang đứng ngay trước mặt của mẹ con. Chịu nổi không? Phải nói là do mẹ con bị nhẹ bóng día nên mẹ con thường bị nhát Nhiều hôm thì mẹ con thấy nó leo lên leo xuống cái cây trước nhà nữa Vừa thấy đứng ngay đó là mẹ biết rồi Ui cha mẹ đóng cửa là một cái rầm liền Làm con giật mình vậy Con mới hỏi mẹ có chuyện gì Nhưng mà mẹ không có nói Rồi sau đó con có nghe cái tiếng cô kia gõ cửa Kêu mẹ đi mang cơm rồi mẹ mở cửa đi mang cơm cho ba, còn con thì ở nhà ngủ tới sáng không hay biết gì. Mãi đến thời gian sau này khi lớn lên, mẹ mới kể cho con nghe và con mới biết lý do hôm đó tại vì sao mẹ đóng cửa mạnh tới như vậy. Bây giờ thì con đã 23 tuổi rồi. Con còn nhớ một năm trước khi con đang làm bảo vệ cho một công ty của Nhật sản xuất bìa giấy tại khu công nghiệp Mỹ Phước 3, bến Cát Bình Dương. Cái ngày hôm đó là chủ nhật và con được sắp xếp làm ca đêm. Thì vẫn như mọi lần thôi, con ngồi ở phòng bảo vệ ở cổng chính của công ty. Tại vì là chủ nhật cho nên công ty hôm nay không có ai hết, chỉ có bảo vệ giữ công ty thôi. Thì vẫn như mọi khi ngồi trực thì hôm nay tự nhiên con nói với một anh làm chung Nhìn công ty hôm nay sao mà nó âm u quá Nhìn giống giống hệt như là mấy cảnh trong phim ma vậy Cái ông làm chung ông nói thêm Ê nhìn giống cái cảnh phim sát sống Lúc đó con mới nói Giờ mà có con ma đi ngang chắc chết Tự nhiên hai anh em hôm nay đem đề tài về ma đã nói Mà còn nói rất vui nữa thì khoảng một tiếng sau Hai anh em mới phân công ra Hãy người gác người ngủ Người nào ngủ thì người kia gác Thì con được sắp xếp ngủ trước Anh kia ngồi gác Thì vẫn như các tuần đêm trước Con đi ra cái căn phòng tài xế Phía sau phòng bảo vệ để ngủ Khi vào phòng thì con trải cái chiếu ra nằm xuống Con thấy nó hơi lạnh lạnh cho nên con mới bật ngồi dậy đi tìm cái mền đắp cho nó ấm. Con mở cái mở mấy cái tủ của tài xế ra thì con thấy bên trong có một cái mền. Con mới thò lấy cái mền đó ra để con đắp con ngủ. Thì đắp lên thì nó ấm rồi. Thế là con ngủ hồi nào không quá hay. Trong khi đang ngủ ngon vậy thì tự nhiên trong một giấc mơ con thấy có người phụ nữ cũng hơi lớn tuổi Bà lợi bà nắm cái mền bà cho con biết Cái mền đó là của bà Mà bà là bà đã chết rồi Và chính con còn nhìn thấy Cái cảnh đám tang của người đó nữa Lúc đó thì con sợ lắm con giật mình vậy Nhưng mà con không tài nào mở mắt ra được Tay chân con đó giống như có ai nắm chặt giữ lại vậy Con không có nhúc nhích được mà lúc này tôi con cảm giác được cái mền nó đang ở trên bụng con á. Mà muốn lấy xuống không tài nào lấy được. Lúc đó thì con nghĩ ở trong đầu thôi, tiêu rồi. Nhưng mà con chợt nhớ lại mẹ, con có hay nói, hãy gặp chuyện gì thì nhớ niệm Phật. Con mới liền niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Con niệm liên tục một hồi thì tự nhiên người nó thấy cũng nhẹ nhẹ thì tay chân mới cử động lại được. Con mới kéo cái mền xuống và con chạy ra ngoài khi con ra tới phòng bảo vệ thì à, con không có dám kể cho anh làm chung nghe tại vì con sợ anh sợ thì thấy con ra anh mới hỏi ủa sao hôm nay vậy sớm vậy thì con chỉ cười và nói nằm hoài không có ngủ được ông ơi rồi con mới kêu ảnh đi ngủ đi để con gác thế cho con ngủ không được mà ảnh đi ngủ cho khỏe rồi ảnh cũng cười rồi anh thu xếp đồ đi ngủ thì con ngồi ở ngoài canh gác nhưng mà cái đầu cứ cứ suy nghĩ cái chuyện lúc nãy thôi thì con biết là mình đã bị nhát rồi và nhớ lại cái mền đó là của bác tài xế cũng đã già già rồi ông làm đấy cũng lâu rồi nhưng mà chưa từng nghe bác đó nhắc gì tới vợ con của ông hết mới vừa nghĩ tới đó thì nghe rầm một cái cái tiếng cửa đóng sập lại thì con mới xây qua nhìn thì lúc đó con thấy cái anh làm chung đầu cổ bù xù bước ra con mới hỏi sao không ngủ ông mới trả lời ngủ mà có ai đó kéo chân hoài ngủ không được <laughs> nghe xong là con biết cái gì rồi con mới hỏi thêm nè hồi nãy ngủ có đắp mền không ông trả lời có đắp cái mền trong tủ á xong rồi con mới liền kể cho anh nghe những cái chuyện mà con thấy lúc nãy hai anh em mới nhìn nhau xong mới nói lớn giống như cho ai đó nghe vậy nè nói nghe nè lúc tối à, tụi con có nói gì à, cho tụi con xin lỗi nha ai ở đây xin đừng có phá tụi con cho tụi con làm ăn nha sau cái lời xin lỗi đó tụi con không còn thấy gì nữa mấy tuần trực đêm con vẫn vào phòng đó ngủ nhưng cũng không còn thấy gì hết nhưng có điều mỗi lần nghĩ lại con vẫn thấy sợ người Từ ngày hôm đó đến hôm nay Con vẫn không thấy cái gì lạ hết Và những câu chuyện này Con đều giữ ở trong lòng Chứ chưa kể với bất kỳ một ai Hôm nay lần đầu tiên Con mới chia sẻ Và người con chia sẻ đó là chú Và nếu được chú đọc cho mọi người cùng nghe Thì vui Con không giỏi viết chuyện Nên có gì mong chú chỉnh sửa giúp con Con cảm ơn chú Cúi mèo kính chúc sức khỏe chú. Cà Mau, ngày 2 tháng 2 năm 2020, ký tên Nguyễn Tấn Kiệt. Quý vị và các bạn đang theo dõi kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 220. Câu chuyện vừa rồi là câu chuyện ma của Nguyễn Tấn Kiệt ở Cà Mau. Còn câu chuyện kế tiếp theo đây là những câu chuyện tâm linh của Yến Phương. Gửi cho Việt Thảo nhận được vào ngày 20 tháng 2 năm 2020, nội dung bức thư và câu chuyện. Con kính chào bác. Đây là lần đầu tiên con gửi đến bác những câu chuyện tâm linh có thật mà con từng trải qua. Từ trước tới giờ con đều xem những video của bác như tham quan những nơi du lịch, quán ăn, nhà hàng, trải nghiệm, về tất cả các món ăn trên khắp mọi nơi và xem những kênh chuyện ma của bác kể cho tất cả mọi người nghe trên YouTube MC Việt Thảo. Con cũng có rất nhiều câu chuyện hay muốn gửi đến bác nhưng mà con cũng không biết gửi bằng cách nào. Mặc dù bác có hướng dẫn gửi bằng email, con cũng tự tìm kiếm cách để gửi chuyện hay cho bác thì cũng mất khoảng 1 đến 2 ngày mới biết cách gửi rớt nước mắt luôn. Trước khi kể chuyện gửi đến bác, con xin chúc bác năm mới được dồi dào sức khỏe. Tất cả mọi việc may mắn đều đến với bác thật nhiều và mọi việc đều được như ý muốn tốt đẹp. Câu chuyện mà con muốn kể đó là một câu chuyện tâm linh xảy ra ở chính căn nhà mà con đang sinh sống tại thành phố Vĩnh Long. Con là người đã từng trải qua và câu chuyện như thế này. Thời xưa, lúc mà đất nước còn chiến tranh khắc nghiệt, chưa gây dựng nên hòa bình, đã có rất nhiều người hy sinh và ra đi để cứu lấy đất nước. Có thể là do lý do nào đó đã dẫn đến cái chết và họ chết khắp mọi nơi. Và họ cũng chết ngay trên miếng đất mà nhà con đang sinh sống. Lúc chưa xây lên, thì mọi người sống yên ổn và vui vẻ. Đó là những năm từ 2006-2007. Trước năm đó, còn từ năm 2006-2007 thì căn nhà nơi con sống mới được cất lên, chỉnh chu hơn, đẹp hơn rất nhiều. Khi nhà được cất lên thì công việc làm ăn của tất cả mọi người trong gia đình con đều rất thuận lợi và làm ăn rất tốt. Bác biết không, nhiều người có quen biết hay là bạn bè với người trong nhà của con mà trong những người bạn đó có người là thầy bói thì đều nói cái miếng đất mà gia đình con đang ở có một dông em bé gương mặt nhìn chừng 7-8 tuổi, đang ở trong nhà lâu lắm rồi. Người ta còn nói khi cái dông em bé đó mà nhìn bất kỳ ai trong gia đình con mà cười, thì 100% là người đó chắc chắn gặp chuyện xui xẻo thôi. Không biết em bé có cười với ai không, mà sau khi biết chuyện đó, gia đình con cứ xào xáo không khi nào được yên. Cứ hết người này gây chuyện cãi nhau xích mích trong gia đình, suốt chẳng lúc nào được yên cả. Ngay cả con cũng bị la mắng thường xuyên, riết mà con chẳng dám nói chuyện tới ai. Cũng có những hiện tượng kỳ lạ lắm mà con không thể nghĩ đến được. Năm đó thì con chỉ mới có 14 tuổi à. Mà thường thường thì con ở chơi bên nhà ngoại Suốt từ sáng tới tối con mới về nhà riêng với ba má con. Cái khoảng cách mà từ nhà riêng của ba má con về nhà ngoại con rất gần. Nó giống như hàng xóm thôi. Cái nhà mà con đang kể nãy giờ là nhà ngoại con đó. Thì tối đó con nhớ là khoảng 7 giờ mấy ở trong căn bếp có ba người. Con, mợ dâu của con và chồng của mợ con mà con kêu là cậu hai. Lúc đó thì con đang ngồi chơi điện thoại ngồi trong bàn ăn. Cậu hai của con thì đang nhậu, mở con thì đang lau nhà. Có thể nói là không ai quan tâm đến bất cứ việc gì cả. Người nhậu, người đang làm việc, còn con chơi điện thoại. Cùng lúc đó con đang ngồi đối diện với cái cầu thang đi lên trên lầu. Con đang chơi điện thoại thì con mới thấy có một cái người phụ nữ trong dáng thì hơi lùng lùng, mũm mỉm tí, mà mặt mũi thì y hệt như mẹ của con. Tại vì con đang ngồi chơi điện thoại cho nên con nhìn thấy chỉ thoáng qua thôi. Bà ấy từ ngoài cửa bước vào và đi lên cầu thang. Mà cứ bước một hai bước thì xoay lại nhìn con trợn mắt nhưng mà không nói gì cả. Bà ấy mặc cái áo thun đen, quần jean xanh giống như đồ thường ngày mà mẹ con hay mặc để đi ra chợ vậy. Lúc đó cô mới nhìn kỹ lại thì đúng rồi, mẹ của mình đấy mà. Nhưng mà tại sao mặt của mẹ nhìn dữ tợn quá? Và cứ như vậy mà bà ấy cứ bước đi được vài bước là lại đứng im nhìn con miết. Con nghĩ chắc mẹ con giận chuyện gì, nên có thái độ như vậy. Con cũng im lặng nhìn theo khi mà bà ấy bước lên đến cầu thang của tầng 2 thì con không thấy đâu nữa lúc đó con tưởng chắc mẹ con đi lên lầu chơi nên cũng không mấy để ý trong cái lúc gặp người mẹ đó thì chỉ có con là nhìn thấy thôi còn hai người kia hoàn toàn không ai hay thấy gì cả và họ cũng chẳng để ý tới đến khi một hồi lâu quá con không thấy mẹ con đi xuống thì con mới nghĩ trong bụng là không biết mẹ làm gì trên lầu mà lâu vậy Sao mãi mà chưa thấy xuống Chắc có nhiều chuyện lo nên ở trển đó Vừa nghĩ tới đó thôi Thì tự nhiên mẹ của con Bước từ ngoài cửa chính bước vào nhà Và mẹ của con lần này mặc một chiếc áo vải mỏng màu xanh lá chuối Và cũng cùng với chiếc quần jean đen Đi thẳng vào hỏi con Đang làm gì vậy? lúc đó thì con ngỡ ngàng và vô cùng hoang mang luôn con mới hỏi má con là ủa không phải nãy giờ má trên lầu hả ủa hồi nãy má mặc áo đen sao giờ mặc áo xanh lẹ vậy đi lên trển đồ chưa xuống mà giờ thì từ ngoài cửa bước vào là sao má con nghĩ là con nói nhảm nên má con chửi con luôn mày có khùng không vậy mày nói chuyện tào lao hồ đồ nói xong rồi má con lấy xe chạy đi công chuyện luôn và không thèm nói gì nữa lúc đó thì hai người kia cũng hỏi ủa hồi nãy mày thấy má mày đi lên lầu hồi nào vậy Nên sao mở hai với cậu hai ngồi đây mà không thấy má mày mới có đi qua đây mà mày nói cái gì vậy rồi thôi con cũng không trả lời rồi để cho chuyện nó qua luôn thì cứ như vậy mà ngày qua ngày vẫn không còn ai nhắc tới đó nữa. Cái câu chuyện thứ hai cũng xảy ra ngay trong nhà con. Nhưng mà lần này là câu chuyện của bà ngoại con. Chuyện xảy ra cách đây chỉ mới một năm thôi. Bà ngoại con năm nay đã ngoài 70 tuổi rồi. Trước trước lúc chuyện xảy ra thì bà rất, rất là khỏe mạnh và trí nhớ rất tốt. Nhưng mà khi chuyện xảy ra rồi thì ngoại không còn khỏe mạnh nữa già không còn trí nhớ nhiều. Thì chuyện mới xảy ra khoảnh khắc lúc Tết gần đến thôi. Đó là xuân kỷ hợi 2019. Chuyện này thì con chỉ được nghe cô út của con kể lại cho con nghe thôi. Cô Úc con nói là hôm đó sáng sớm thì cô út qua nhà để làm củ kiệu để dành cho ngày Tết ăn thì làm chung với bà ngoại. Lúc đó thì cô Út chỉ nói giỡn với ngoại thôi. Trời đất ơi, ngoại làm nhóc hết trơn rồi mà ngoại không cho con gì hết. Thì không hiểu sao tự nhiên lần này bà ngoại nổi cáo lên, bà nạt cô Út liền. Mày làm không? Mày không làm thì mày đi về đi, đừng có nói nhiều nữa. Cô Út con thấy lạ lắm, mới lẩm nhẩm trong đầu người gì đâu mà hung dữ như quỷ vậy. Vậy đó, mà khi cô Út về nhà cô Út mới được một người thầy bói nói: "Má của con bị cái người chị thứ hai nhập xác để ăn." Cô Út nói lúc đó là bỡ ngỡ lắm. Không ngờ cô Út nói hung dữ như quỷ, ai ngờ trúng thiệt. Từ lúc đó thì bà ngoại con bình thường ở nhà hung dữ lắm và không còn hiền dễ tánh như trước kia nữa. Một lần đó, cái bà mà nhập vào xác bà ngoại con đã nhập vô xác của người thầy bói quen biết với cô Út để nói chuyện với cô Út. Cô Út hỏi, tại sao bà đi theo mẹ của tôi làm chi vậy? Bà mới trả lời, mẹ mày mắc cái nghiệp với tao thì tao theo bà. Nhưng mà cô Út nói, Bà hai bà hung dữ lắm nói chuyện toàn nạt nộ chửi bới. Thì bà hai nói. Mẹ mày mắc nghiệp với tao thì tao phải đi theo thôi. Bây giờ tao thành quỷ rồi thì tao giữ. Mày kêu thằng Nhân, con Linh, con Trang lại đây lại, lại tao nè. Trang đây là mẹ con. Linh là cô tư của con. Còn Nhân là cậu hai của con. Đều là con ruột của bà ngoại hết. Kể cả cô Út là em nhỏ nhất trong bốn anh chị em. Lúc đó thì cô Út mới nói Tại sao phải lại con quỷ như bà Không có ai rảnh mà làm chuyện đó đâu Bà biến đi liền cho tôi đi Con chỉ nghe được tới khúc đó thôi Chứ con cũng không biết nhiều nữa Còn một cái chi tiết nữa là bà hai Cái người mà nhập vào bà ngoại con Nói với cô Út là Mẹ mẹ già yếu rồi Từ từ không còn ăn uống gì được nữa đâu Nằm yên một chỗ luôn đó Thì từ lúc đó mà bà ngoại con trở nên ăn nhiều hơn phải nói là ăn gấp ba gấp đôi người bình thường mà không biết no nhưng mà có điều ngoài ăn nhiều ra còn chuyện khác nữa là hãy đụng chuyện chút xíu là chửi bới la mắng người khác cho tới một ngày mà cô út con có cái duyên gặp được một vị sư thầy giỏi ở chùa trà vinh sư thầy đó là người me và rất giỏi về những chuyện như của bà ngoại con nên mời sư đến nhà để trị. Nhưng mà đã là sư thầy tu trong chùa thì người ta có thể hồi hướng tụng kinh cho vong linh mà thôi, chứ không thể làm hại ai hay đánh đập bắt nhốt người ta được. Sư đến nhà, sư kêu đi ra chợ mua 10 cái hột gà sống về. Và sư có một cây để trấn cho cái vong nó không nhập vào được nữa cây đó nó giống giống như là cái ngà voi vậy sư vừa đọc kinh bằng tiếng khmer vừa lăn cái hột gà vào lưng rồi lăn trên đỉnh đầu rồi lăn trên cổ là sư cho biết để hút cái chất bẩn trên người vào trong trứng mà trứng nào làm xong rồi thì phải bỏ không có được ăn sư thầy cũng có làm một cái chiếc vòng bụng màu đỏ rồi trì kinh vào cái sợi dây đó dặn ngoại lúc nào cũng cột vào bụng để cái vong không thể lại gần bà ngoại nữa. Nhưng mà cứ bình thường ngoại đeo vào rồi lại quên bỏ sợi dây ra rồi để mất luôn cái sợi dây đó thiệt là ổn. Cho nên cứ như vậy mà tới tận bây giờ luôn, sư thầy cứ đến nhà xuyên suốt cứ 3-4 tháng là lên trị cho bà ngoại 3-4 ngày. Rồi quay về chùa, ngoài ra không còn cách nào khác nữa cố còn nói là khi bà ngoại yếu rồi thì bà hai nhập hoàn toàn vào thân xác của bà ngoại luôn và lúc đó bà ngoại sẽ khó qua đời lắm hiện tại bây giờ thì bà ngoại con vẫn bình thường nhưng có điều là bà ngoại con chân cũng yếu đi ăn uống thì À, à chân thì cũng yếu đi ăn uống thì ngày càng ít và trí nhớ thì không còn tốt nữa đây là hai câu chuyện tâm linh có thật mà con muốn gửi đến bác mong rằng bác có thể đọc mỗi khi bác có thời gian rảnh hoặc có thể bác có thể kể cho mọi người trên kênh youtube của bác cùng nghe kết thúc câu chuyện con xin chúc người cha già kính yêu của quốc dân <laughs> luôn luôn vui tươi trời đất ơi trời bữa nay tôi lên chức người cha già kính yêu của quốc dân nó dữ quá không được đâu cái này không dám nha ui cha cái này người ta chửi tôi chết nha bình thường đó mà tôi làm cái gì mà được mọi người khen là cũng bị chửi nữa nha hay là tôi làm cái điều gì tốt cho người ta cũng bị chửi nữa nha người ta không có muốn tôi được khen và muốn cho tôi có cái gì hơn người khác đâu thôi xin rút lại nha đừng có chúc cho tôi thành cha và kính yêu của quốc dân luôn luôn vui tươi và có thật nhiều sức khỏe, luôn được bình an và tất cả sự may mắn sẽ đến với bác thật nhiều. Ký tên Yến Phương Kho tàng chuyện ma dân gian kỳ thứ 220 với Việt Thảo xin được tiếp tục với những chuyện ma ngắn từ Germany của dùng Germany tức là nước Đức. Bức thư Việt Thảo nhận được vào ngày 19 tháng 3 năm 2020. Và Việt Thảo nhận được rất nhiều cái mail riêng biệt và mỗi lần gửi là một câu chuyện ngắn. Và cho đến bây giờ thì vẫn còn nữa nhưng mà chưa có gửi tới. Thì Việt Thảo chỉ đọc tới đây thôi. Xong rồi thì khi nào Dung gửi tới nữa thì mình tiếp tục đọc nữa nha. Hiện giờ thì mình có trong tay 5 câu chuyện. Và đây là câu chuyện thứ nhất được viết vào ngày thứ năm ngày 19 tháng 3 năm 2020. Năm 1974 thì lúc đó tôi 11 tuổi, tôi lên Sài Gòn học lớp đệ nhất cấp ở trường Quốc gia Nghĩa Tử. Trường Quốc gia Nghĩa Tử này ở gần Tân Sơn Nhất và khu không quân Trường này dành cho những học sinh nào có cha tử trận hoặc thương phế bình nặng. Thì trường này chia ra làm hai phần, nội trú và ngoại trú. Tôi thì ở nội trú. Cuối tuần thì chú tôi rước về nhà, vào ngày thứ sáu tới chủ nhật thì trở lại nội trú. Trong khu nội trú thì nam và nữ sẽ ở riêng và mỗi bên thì có hai tầng lầu. Tôi thì ở tầng thứ nhất. Phòng ngủ tương đối khá rộng lớn, Tôi không nhớ là có bao nhiêu học sinh trong một phòng. Nhưng tôi chỉ nhớ là chiều ngang thì bốn giường đôi, còn chiều dài thì khoảng bốn hay năm giường đôi. Như vậy thì 4 năm 4 năm cũng cỡ hơn 20 cái giường. Ở cuối dãy giường là phòng tắm và nhà vệ sinh. Tôi thì nằm dãy đầu tiên từ cửa bước vào, tôi nằm ở dưới tại vì còn nhỏ, còn phía trên tôi thì có chỉ kia lớn hơn nằm Giường tôi thì nằm đối diện với phòng của giám thị. Khi vào nội trú ở vài tháng đầu thì tất cả đều xa lạ và cũng không có gì đặc biệt. Mỗi ngày cứ chiều thì đi học và về nội trú ăn và ngủ thôi. Ở trong nội trú tôi cũng không có bạn bè nhiều. Chỉ làm quen với vài đứa bằng tuổi mình, trong đó có Ngọc Nga, Thúy Nga và con Út. Vì ở chung phòng nên quen chứ thật sự tụi nó không có học chung lớp với tôi. Tụi nó thì đi ban anh văn còn tôi thì học pháp văn. Nói đến đây tôi lại nhớ Ngọc Nga. Mắc cười Ngọc Nga lắm. Lớn rồi. Mà thỉnh thoảng Nga ngủ cũng tè ra quần. Cho nên giám thị cho ngủ một mình. Mà cũng ngủ gần nhà vệ sinh để có gì đi cho nó lẹ. Bữa đó thì con Nga về nhà đem lên một gói xí muội nó cho tôi ăn. Mặn quá nên tôi phải uống nước hoài, cho nên tới ban đêm tôi phải mắc tiểu đi hoài. Phải nói tôi ghét nhất là đi tiểu vào ban đêm. Đang ngủ ngon mà vẫn phải dậy để đi. Phần đó thì sợ mắc. À. Xin lỗi. Tôi ghét nhất là đi tiểu ban đêm đang ngủ ngon mà vẫn phải dậy để đi. Phần thì sợ ma, phần thì làm biến. Nhưng mắc quá thì làm sao bây giờ? Thôi ráng dậy. Từ giường đến phòng vệ sinh thì khoảng 10 mét. Từ xa, tôi nhìn thấy có bóng người đi vào phòng vệ sinh. Mà trước khi vào thì tôi đã nghe tiếng nước chảy rồi. Nhưng mà không phải là tiếng dội cầu mà là tiếng của cái vòi hoa sen chảy. Tôi mới nghĩ trong bụng giờ này khuya rồi, ai mà tắm vậy kìa. Nhưng mà khi tôi vào phòng vệ sinh thì không thấy ai. Rồi tiếng nước chảy cũng không nghe nữa. Tôi nhìn một lượt sơ qua thì thấy các cánh cửa đều mở hết. Chỉ có phòng tôi thì bây giờ mới đóng cửa lúc này thì da gà da và tôi bắt đầu nó nổi từ từ lên tôi tủi tiểu cho lẹ để còn đi ra mà không hiểu sao khi sợ thì đi tiểu mà nước nó cứ ra hoài nó không chịu ngừng mới khổ vậy chứ sáng hôm sau thì tôi gặp nga và hỏi ê mày mày ngủ ngủ gần nhà tắm mày có nghe với thấy gì không nó nói nghe thấy gì bà tôi mới liền kể cho nó nghe cái chuyện hôm hôm mà tôi đã thấy. Thì nó nói, ô trời ơi đêm nào lại không nghe, mấy bà cô đi chứ ai. Nhưng nó có nghe người ta kể lại là ở đây có một em học sinh vì thất tình đã nhảy lầu. Như vậy chẳng lẽ bóng ma tôi thấy là nó hay sao? kể từ hôm đó ban đêm dù có mắt tiểu cỡ nào thì tôi cũng ráng nhịn cho tới sáng. Hình như trường này bây giờ là trường lý tự trọng thì phải. Em không nhớ nữa. Âm vui lòng mở mắt và ốc ra đọc nha anh Thảo. Viết không bỏ dấu thì ui ui. Cảm ơn anh nhiều. Vào năm 2000 thì tôi có xin vào làm cho hội từ thiện. Chỗ này chăm sóc những người bị bệnh Down syndrome gọi là hội chứng đau và tàn tật nặng. Căn nhà này thì họ đã xây được 4 năm rồi. Ở trong đây có tất cả là 34 bệnh nhân mà lớn tuổi nhất thì khoảng 50 tuổi, nhỏ nhất thì 18. Và mỗi người được ở một phòng đầy đủ tiện nghi hết. Tôi thì sinh trực ca ban đêm tại vì con tôi còn nhỏ quá ban ngày tôi phải ở nhà để trông nom cho nó trong cái thời điểm này thì những người bệnh ở đây phải nói sức khỏe của họ tương đối còn tốt lắm cho nên họ không có làm phiền tôi nhiều cả đêm vậy họ bấm chuông có khi hai ba lần thôi cho nên nói trực đêm tưởng mệt chứ không có trực đêm rất là khỏe mạnh họ họ ngủ mạnh mình thì ngồi đó thôi thỉnh thoảng thì tôi cũng có hay ngủ gục thì vào một đêm đó tôi trực tới 2 giờ sáng rồi mà cũng không có ai bấm chuông hết. Mà đêm nay thì tôi qua phòng khách của nhóm thứ hai. Nhóm này thì ở phòng khách có cái giường nhỏ, tôi lên giường nằm xem tivi và chờ coi có ai bấm chuông không. Xem tivi một hồi mỏi mắt quá thì tôi nghĩ thôi, nhắm mắt một chút cái đã. Thì mới vừa nhắm mắt từ từ đi vào giấc ngủ Chứ chưa có ngủ sâu lắm Tôi không biết tại sao Cả thân người tôi ai đó Đưa lên cao khỏi giường Đưa từ từ lên khoảng nửa giường Nửa mét Hay là cao một mét gì đó Tôi không biết rõ Nhưng mà tôi biết đang đưa lên từ từ Rồi để xuống nệm một cái bịch Rồi tôi tưng tưng lên mà cứ như vậy Lúc đầu thì cứ thảy chậm đưa lên từ từ rồi buông xuống cái bịch tưng tưng vài cái tôi rất là thích sau đó thì tốc độ càng ngày càng nhanh tốc độ càng ngày càng nhanh nó thiệt là nhanh giống như thảy trái banh lông lên xuống thì bây giờ thì công không còn thích nữa mà phải nói là hết hồn tôi muốn té đái trong quần luôn và tôi cố dùng lên và kêu đừng có làm nữa nhưng mà không hiểu sao lúc đó tôi không có thể nói được miệng thì cứ ú a à, ú ớ mãi Lúc này thì tôi biết tôi bị bị cái gì rồi. Và trong giới nghỉ nhà này mới xây có 4 năm, đâu ai chết đâu. Khi nghĩ đến đây thì tôi giật mình thức dậy. Sáng về nhà, tôi sực nhớ là trong tuần này hình như là dỗ của người bạn tôi mà quên. Tôi không còn nhớ là ngày nào nữa. Chỉ nhớ là vào khoảng tháng 10. Tại vì mỗi năm cứ vào tháng 10 thì tôi hay cầu nguyện cho chị ấy Nghĩ đến đây tôi liền gọi cho chồng chị ấy. Thì ra là ngày hôm qua anh ta mới làm dỗ cho chị rồi. Tôi có thuật lại cái câu chuyện tối hôm qua cho anh nghe. Anh kêu tôi muôn qua quả nhan đèn và ra ngoài sân khấn giái. Tôi cũng làm theo. Và từ đó đến nay trong chỗ làm tôi không còn bị nhát gì nữa hết. Đây là câu chuyện thứ ba được viết vào ngày thứ tư 25 tháng 3 năm 2020. Chào anh Thảo, anh có khỏe không? Hôm nay em trực đêm, em làm chỗ chăm sóc cho những người bị đau syndrome là hội chứng đau và tàn tật. Bây giờ là 23 giờ 19 phút. Mọi người đều đang yên giấc. Em làm gan gửi chuyện cho anh, chứ em cũng sợ ma lắm. Ok, em xin phép vào câu chuyện đây. Vào cuối năm 1982 thì tôi đến Tây Đức. Lúc này tôi đã 19 tuổi và ở nhà chị tôi. Chị tôi thì qua đây năm 1973. Khi tôi qua đây thì tôi chỉ có hai bộ đồ dính da thôi. Thời tiết ở nước Đức lúc này phải nói lạnh thấu xương luôn. Chị tôi thì cũng có mua cho tôi thêm đồ mặt. Nhưng mà đâu có nhiều giả lại chị cũng không có tiền nhiều chỉ còn phải xin thêm tiền của bộ xã hội mua quần áo cho nên ai có cho quần áo nếu mặc vừa thì mình lấy qua đây được bốn tháng bữa nọ thì chị đi làm về hỏi tôi có thích mặc áo khoác bằng lông không cho nó đỡ lạnh tại vì có người bạn của chị tôi là người đức mẹ của cô ta mất mà người ta giàu lắm họ để lại những cái đồ tốt làm kỷ niệm hoặc là cho những ai cần khi nghe chị tôi hỏi vậy thật lòng mà nói thì tôi không có muốn chút nào hết. Một là tại vì tôi chưa quen mặc những cái đồ đó. Hai là vì đồ của người chết nên tôi cũng sợ chứ. Nhưng mà không có muốn chị mình buồn nên tôi nói đại là ừ, đem về coi mặc vừa không. Khi đem chiếc áo về thì tôi mặc vô thì tôi thấy vừa đó. Nhưng mà tôi thấy mình to gấp đôi luôn. Lúc mới đi qua tôi có 45kg, Mặc áo đó mắc cỡ thấy mồ Mà đâu dám nói Cứ treo hoài không có mặt Bữa đó nằm ngủ Bữa... T... Bữa đó nằm ngủ tôi mơ thấy chỗ Bữa đó nằm ngủ tôi mơ thấy chỗ cái áo lông treo ngay cửa phòng ngủ có một người đen thui đứng đó tôi hoảng hồn sợ quá bò từ dưới cái cầu thang lên lầu miệng là u ớ và dậm cửa phòng của chị tôi đến khi chị mở cửa tôi tông nhanh vào và lúc đó thì tôi giật mình thức dậy thì ôi thôi cả thân người mồ hôi ướt đầm đìa như vừa bị lên cơn sốt tôi liền bật đèn sáng lên hết mặc dù trong phòng ngủ trước đó cũng có để đèn ngủ mờ mờ không dám ngủ nữa tôi thức tới sáng để chờ chỉ dậy và kể lại cái giấc chim bao hồi hôm và kêu đem trả cái áo cho họ tôi không mặc đâu sợ lắm kể từ đó thì tôi không còn thấy gì nữa cả trước khi tiếp tục câu chuyện thứ tư cho việc thảo xin lỗi tại vì à, có nhiều lần tôi nổi nổi gai ốc lạnh và tôi giật mình vì thấy có những cái xảy ra trong phòng à, xin được phép tiếp tục câu chuyện đi không có làm gián đoạn rồi cuối cùng cuối cùng của cái chuyện kho tàng chuyện ma thì tôi sẽ nói uh, một vài cái lý do tại sao nó có sự việc đó đây là câu chuyện thứ tư được viết vào ngày chủ nhật 29 tháng 3 năm 2020 Hôm nay em xuống ca và được nghỉ vài ngày. Em làm xuyên gửi tiếp một chuyện ngắn nữa cho đủ một tập ngắn của em. Ok, em xin vào câu chuyện. Năm 2004 thì tôi có bảo lãnh anh ba tôi sang Đức chơi cho biết nước ngoài ra sao và nếm cái mùi lạnh ở nước ngoài, coi có khác gì ở Đà Lạt, Việt Nam không. <laughs> anh tôi qua đây vào tháng 11, Lúc này thì đã vào đông rồi Anh ở chơi 3 tháng Thì trong thời gian 3 tháng anh ở đây Anh thường bị đè và khiều chân hoài Anh tôi thì không có sợ ma cỏ gì hết Mà cũng không có tin luôn Mà có điều này thì cứ làm cho anh giật mình hoài Mà là rất thường xuyên Nhưng anh không có kể cho tôi nghe Vì không muốn tôi sợ Anh biết tôi sợ ma lắm Thời gian 3 tháng rồi thì cũng sẽ trôi qua Còn có từng tuần nữa thì anh tôi phải trở về Việt Nam anh em mới ngồi lại tâm sự. Lúc này thì anh mới kể cho tôi nghe. Anh nói, hình như nhà mày có ma. Nó nhát tao quá trời. Nào là đè và khiều chân lúc tao đang ngủ. Nhưng cái này tao cứ bị giật mình hoài nè. Là cứ mỗi lần mày đi ra khỏi nhà, thì cửa mở ra và đóng vào ầm ầm. Lúc đầu tao nghĩ bộ mày bực mình gì hay sao mà giận cá chém thớt ầm ầm vậy. Rồi có khi ảnh nghĩ, ủa, tôi mới đi ra khỏi nhà, bộ quên gì hay sao mà cái cửa garage cứ mở lên đóng lại hoài. Cửa sổ thì dĩ nhiên không có mở rồi, tại vì nếu mở thì sợ gió lạnh nó luồn vào. Tại vì mùa đông mà có rất nhiều gió lớn nữa. Hễ tôi ra khỏi nhà là ảnh đều nghe như vậy. Khi nghe anh kể như vậy thì sau đó Tôi liền lấy ba cây nhang đốt lên và khấn với ông bà chủ nhà và tất cả những người khuất mặt đừng có nhát tôi nữa. Tôi sợ lắm. Kể từ năm 2004 tới bây giờ là năm 2020, tôi không còn bị gì nữa. Bây giờ tôi cũng đã quy y và thường xuyên niệm Phật và cúng cơm mỗi khi có cơm mới nấu và tất cả đều bình an vô sự. Đây là câu chuyện thứ năm viết trong ngày thứ sáu 27 tháng 3 năm 2020 Tôi xin kể vài sự việc đã xảy ra với tôi trong căn nhà này Cái căn nhà mà tôi mua vào năm 1994 Ông chủ nhà thì đã chết rồi Bà chủ bán nhà và bà về Ba Lan bà... xin lỗi ông chủ nhà thì đã chết rồi bà chủ bán nhà và bà về ba lan để sống vì bà là người ba lan tôi không nhớ là năm nào khi vào đây là ở là tôi bị liền hay là thời gian sau đó tôi không nhớ đại khái là vào một đêm đó tôi nằm chim bao Tôi thấy có một người đàn bà nước da trắng, tóc vàng đứng bên dưới chân giường tôi và kéo tấm mền của anh ta xuống. Và sau đó bà đi qua mé bên tôi, thì tự nhiên tôi thấy bà trở thành đen thủi đen thui và bà đưa cái bàn tay đã để chụp vào cái mặt tôi. Tôi sợ quá tôi la lên bằng tiếng Đức, phèo, có nghĩa là quỷ. Sau khi la lên Thì tôi giật mình thức dậy Sáng ngày tôi kể cho chồng nghe Anh ta nói là Tôi thấy tầm bậy tầm bạ Nhưng mà có điều đến chiều Khi anh ta đi làm về Khi ngồi ăn cơm Anh mới hỏi tôi bị giấc kim bao Của đêm hôm Anh ta nói đúng là sáng ngày Cái mền của anh đã nằm dưới đất Và anh đã lụm lên Nhưng anh không biết lý do tại sao, chỉ thấy rớt rồi lụm lên vậy thôi. Năm 1996 thì tôi có baby. Đứa nhỏ thì nằm giường riêng, nhưng mà nó cũng được kể để sát bên cái giường của tôi để tôi chăm sóc. Liên tục mấy đêm nó cứ khóc hoài làm cho tôi bị mất ngủ. Cho nên đêm nay khi tôi vừa nằm xuống là tôi ngủ hồi nào không hay. Đang ngủ thì tôi bị ai đó đè bên vai bên phải rất là nặng. Và trong vía tôi biết là ma. Cho nên đưa tay lên để làm dấu thánh giá thì bị gạt xuống. Không cho tôi làm dấu thánh giá luôn. Và tôi ú ớ tôi la mà la cũng không được. Khi tới chừng tỉnh dậy thì tôi chạy thẳng ra phòng khách tôi la lên. Ma, ma anh ơi. Tại vì chồng tôi còn thức và đang coi tivi ngoài đó. Tôi nhìn đồng hồ xem thì thấy đúng 12 giờ. Tôi mới kêu chồng tôi đi ngủ khuya rồi, tại vì tôi cũng không dám ngủ một mình nữa. Thế là hai vợ chồng vào và nhìn sang baby thì thấy nó đang ngủ ngon cũng yên tâm. Em cũng còn vài chuyện nữa nhưng làm biến viết thôi để khi khác em sẽ gửi. Chúc anh nhiều sức khỏe, mau về cùng gia đình. Ký tên Dung phải chi Dung viết mà không có làm biến gửi tới thì đã có đọc hết lần này rồi. Nhưng mà thôi, tới đây chúng ta tạm ngừng. Có điều, từ nãy giờ Việt Thảo bị phân tâm rất nhiều. Những lần giật mình và bị nổi da ốc, nổi ốc. À, tôi không muốn mất thời giờ của các bạn và tôi tranh thủ để kể những câu chuyện của các bạn cho nên tôi không có kể những sự việc xảy ra ở tại nơi đây ở đây là một cái bãi biển mà phải nói người ta đến đi du lịch rất đông đến đây mướn phòng ở có những khu resort rất tốt rồi tắm biển cũng có nhưng có một điều có người thắc mắc hỏi rằng nếu mà tôi ở trong căn phòng này thì có gì đâu mà sợ có ma cỏ gì đâu mà sợ chỉ là resort thôi mà. Nhưng mà các bạn lầm nha. Nó còn nhiều hơn ở nhà mình ở chỗ khác nữa. Nó có lý do của nó. Và tôi biết ngay trong căn phòng này hiện giờ có người đang ở đây nữa. Và nhiều người chứ không phải một người. Và đã cho tôi thấy và kêu tôi cho nên tôi mới giật mình. Tôi đang nói chuyện bên lề. Tôi không cần phải hù ai cả. Tôi đang kể là những cái gì đang xảy ra. Nhưng mà tôi không muốn làm mất thời giờ của các bạn. Thì có người sẽ hỏi, người đâu ở đó mà trong phòng anh có? Các bạn không thể tưởng tượng đâu. Khi đến cái Virginia Beach, các bạn đi tắm biển đi, đi chơi trên boardwalk đi. Các bạn để ý dụng cho tôi một điều. Dọc theo cái boardwalk, ở mé ngoài là biển, cát, Bởi biển là cát. Vô được cái boardwalk là cái đường xi măng lớn rộng, hai chiếc xe chạy qua lại được nha. Rồi, có hàng rào đàng hoàng. Và phía bên trong này Trước khi đi vô tới những resort Là nó có những cái ghế Những cái băng để người ta ngồi Ngồi chơi Là bằng cây Để dọc dọc đó Nhiều lắm Đâu có gì lạ Nhưng nếu các bạn lên ngồi trên đó Và để ý Thấy mỗi cái ghế đều có cái miếng đồng Trên đó có khắc Với những lời nhắn gửi Luyến tiếc có, nhớ thương có Nhắc nhở có Và để tên người năm sinh và năm mất tức là đã có những người đến đây chơi và mất ở đây và trên mỗi cái ghế đều để có tên lúc đầu mình nhìn mình tưởng chắc là cái công ty nào đó muốn quảng cáo cho ghế để thành phố để cho người ta ngồi chơi rồi để cái tên công ty lên đó để quảng bá nhưng mà không tên của người họ không để chết họ không nói chết nhưng mà mình nhìn thấy để năm sinh và năm mất thì mình biết hai cái năm mà để như cái mổ bia vậy thì làm sao mà mà còn sống được mà biết bao nhiêu cái ghế và ghế nào cũng tên thì lúc đầu tôi cũng thoáng nghĩ chắc có lẽ làm nhiều ghế Ví dụ tôi có một người thân mất tôi làm nhiều cái ghế cho và để tên nhiều một cái tên cho nhiều cái ghế không có mỗi ghế tên khác nhau mà dọc theo cái boardwalk rất nhiều ghế trên đó như vậy không biết bao nhiêu người đã mất ở tại cái cái bờ biển này có lẽ khi họ trượt nước, họ tắm biển hay họ làm cái gì đó. Và ai bảo đảm rằng ở nơi đây không có vong linh của những người đã mất tại đây và hiện giờ vẫn còn đang lẩn quẩn đâu đây. tôi có ý định thu hình đi tường thuật lại và xem vào lúc ban đêm nhưng thôi và tôi khám phá điều này không phải chỉ có ban ngày và kể cả ban đêm nữa những lần mà tôi chạy bộ ở trên đường trong thời gian cách ly ở đây tôi nói điều này để cho các bạn thông cảm tôi bị giật mình vì tôi thấy được và tôi cảm giác được và họ cũng muốn cho tôi biết. Như hồi nãy tôi đọc vừa tới chữ ma chưa đọc kịp một chữ ma là họ đưa tay họ ngoắc rồi. Là tôi dịch nảy mình nha. Cho nên rất xin lỗi vì nửa chừng đã bị phân tâm và làm cho các bạn không theo dõi được câu chuyện. Việt Thảo rất là xin lỗi điều này. Rất xin lỗi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi kho tàng chuyện ma dân gian kỳ thứ 220 với Việt Thảo được thực hiện tại Virginia Beach ở tại À, một cái resort mà trong thời gian Việt Thảo cách ly ở đây đây là ngày cuối của 25 ngày ở đây và ngày mai tiếp tục sẽ là ngày 26 ở cho đến khi nào mà dịch hết hay là có cách trị liệu hay là chúng ta có thể đi lại dễ dàng mà không bị lây nhiễm thì lúc đó coi như Việt Thảo mới hết cách ly và có thể trở lại với gia đình hay là tiếp tục những công việc của mình xin được cảm ơn và chúc sức khỏe cho nhau mong mọi người nhớ tập thể dục giữ gìn sức khỏe ăn uống đầy đủ để chống lại cái virus và ngăn cản cái sự lây lan để chúng ta cùng nhau chấm dứt cái đại dịch toàn cầu. Thank you and I love you. Nè, nói nghe nè. Đây là nail polish. Đây là gel polish. Đây là dipping powder. Ba cái này mà tìm một màu giống hệt khó lắm nha. Matching color, three in one, duy nhất bây giờ chỉ có A. Aegon là sản phẩm vượt trội của ngành nail năm 2020, được phân phối trên toàn cõi Úc Châu bởi tổng đại lý phân phối và phát hành Old Nail and Beauty Supply ở Melbourne, Australia. Giờ tạo xin được hân hạnh chứ.